Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Động tĩnh gì vậy? Chiến trường thứ hai, hình như là có thứ gì đó từ dưới đất chui lên. Cuối cùng bị ngạn đại nhân cũng ra tay rồi. Đây chính là thực lực của thiên mệnh cảnh. Để chúng mày kiêu ngạo này bị ngạn đại nhân một tát đập chết. Bị ngạn đại nhân, ngươi nghe thấy được sao? Đám người này đã khóa chặt tinh lực của chúng tôi. Xin hãy giúp chúng tôi mở ra. Nếu có thể, xin hãy ban cho chúng tôi thêm một chút sức mạnh. Chúng tôi còn có thể chiến đấu. Này, đợi đã. Không, đừng mà. Tôi không muốn trở thành đứa con bị vứt bỏ. Sức mạnh của tôi, sức mạnh mà tôi khó khăn lắm mới có được. Bị ngạn, mày không được chết yên đâu. Chiến trường thứ nhất. Tử Diễm Trúc Long Thú lập tức trở về. Không hay rồi, dòng của ông chủ tô. Thanh Long đi. Vết chém quá lâu, lão chủ. Sư phụ, tô truyền kỳ. Nguy hiểm, tô truyền kỳ cẩn thận bị ngạn. Một đao cuối cùng. Mở ra cho tao. Tử Diễm Trúc Long Thú đi. Ông chủ tôi tới yểm hộ cho cậu. Phòng tuyến mà chúng ta tự hào trước mắt đã bị sụp đổ rồi. Lực phá hoại đáng sợ đến mức nào? Khoảng cách quá lớn. Đây chính là thiên mệnh cảnh. Bỉ ngạn, bạn đã bước vào bầu trời phía trên khu vực của cửa hàng. Cuối cùng cũng tới rồi. Cái gì tới rồi? Trong phạm vi bảo vệ của cửa hàng, ký chủ có được hiệu quả vô địch. Ngày chết của mày tới rồi.